Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục đến với vòng đấu thứ 5 tại giải cờ vua Olympia Chess lần thứ 44 tổ chức tại thành phố Chennai, Ấn Độ. Đối thủ của chúng ta ở vòng này là đội tuyển Uzbekistan. Trong khi hạt giống số 1 Võ Thị Kim Phụng tuy cầm quân đen nhưng mà tiếp tục có nước thí xe thiên tài hạ đo ván đối thủ, thì nữ kỳ thủ trẻ của chúng ta Bạch Ngọc Thùy Dương lại bị đối thủ áp đảo bằng nước thí tượng thiên tài. Liệu rằng nước thí tượng này có đủ mạnh để hạ gục Thùy Dương hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Thùy Dương được cầm quân trắng đi trước. Em mở màn với nước tốt D4. Malikova Marizona đáp trả bằng nước mạng F6. Tiếp theo trắng đi tốt C4. Đen đi tốt E6. Trắng phát triển mã C3. Đen đi tượng B4 ghim mã trắng. Hình thành khai cuộc phòng thủ Nimzo Ấn Độ. Trắng đi hậu C2. Đen đi tốt D5 tấn công tốt trắng. Tốt trắng ăn tốt đen. Đen không lấy mã hay là hậu ăn lại tốt trắng mà lấy tốt ăn lại tốt trắng nhằm mở đường cho tượng phát triển. Trắng đi tượng G5 ghim mã đen. Đen nhập thành. Trắng để tốt e 3 mở đường cho tượng phát triển. Đen để tốt H6 tấn công tượng trắng. Tượng trắng ăn mã đen, hậu đen ăn tượng trắng. Trắng để tốt A3 tấn công tượng đen. Đen không chạy tượng mà đi tượng F5 tấn công lại hậu trắng. Trắng chạy hậu B3 tiếp tục tấn công tượng đen và tốt đen B7 ở phía sau. Tượng đen ăn mã trắng, hậu trắng ăn lại tượng đen. Đen binh xe C8 bảo vệ tốt C7. Trắng phát triển mã E2, đen phát triển mã D7. Trắng đẩy tốt B4, ngăn đen đẩy tốt C5 gạ đổi. Đen lên đẩy tốt A5 thí tốt nhằm đánh là hướng tốt trắng để có thể đẩy tốt lên C5. Trắng không ăn tốt đen mà nhảy mã G3 tấn công tượng đen đen chạy tượng G6. Trắng binh xe C1 trồng quân với hậu trên cột NMC. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen. Đen phi xe xuống A2 kiểm soát hàng ngang số 2, dọa ăn hậu vào F2 chiếu hết. Trắng liền đi tượng E2 chặn lại và chuẩn bị nhập thành Đen để tốt H5 chuẩn bị tiến tiếp xuống H4 tấn công mã trắng. Nếu trắng vội vã nhập thành thì đen sẽ để tốt H4 tấn công mã trắng. Trắng mà chạy mã thì xe đen thịt tượng trắng. Do đó chưa vội nhập thành. Trắng đi hậu B3 tấn công đôi xe và tốt đen. Đen bình xe 8 liên kết với liên kết song xe, quyết duy trì quân xe ở A2 để gây áp lực lên thành trì của vua trắng. Hậu trắng ăn tốt đen và tấn công mã đen. Ở đây đen nên lùi hậu về E7 bảo vệ mã. Nhưng mà đen lại để tốt H4 tấn công mã trắng. Và máy tính đánh giá đây là nước đi blunder, có nghĩa là sai lầm nghiêm trọng nếu tận dụng được sai lầm này thì trắng nên ăn mã đen tốt đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại tốt đen trắng sẽ hơn đen hẳn hai tốt và cột hắt được mở thông cho xe kiểm soát đen còn chuẩn bị mất thêm một quân tốt nữa lợi thế lớn sẽ nghiêng về trắng tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng lại nhảy mã lên h5 tấn công hậu đen và máy tính cũng đánh giá đây là nước đi blunder nếu tận dụng được sai lầm này đen nên thí xe ăn tượng trắng chiếu vua trắng ăn xe đen tượng đen ăn mã trắng chiếu nếu trắng chạy vua thì đen đi tượng g4 bảo vệ mã như vậy đen đổi một xe lấy cả tượng và mã của trắng thì lợi thế lớn sẽ nghiêng về đen còn nếu trắng không chạy vua mà lấy hậu ăn tượng đen thì xe đen a2 chiếu kết hợp với hậu ăn tốt f2 thì trắng còn toang nhanh hơn Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen cũng không nhìn ra cơ hội này mà chạy hậu về E7 để bảo vệ mã má. Và máy tính đánh giá đây là chiến thắng bị bỏ lỡ Tiếp theo trắng nên lùi hậu về C4 để bảo vệ tượng Nhưng mà chả hiểu sao trắng lại nhập thành và để đen sơi không còn tượng Lúc này thì lợi thế khá lớn đã nghiêng về đen do hơn được một quân tượng có thể là do đen thấy vua, à, có thể là do trắng thấy vua vẫn đang tơ hơ giữa bàn cờ khá là nguy hiểm nên nhanh chóng nhập thành chịu mất tượng nhưng mà an toàn cho vua là ưu tiên cao hơn tiếp theo xe trắng ăn tốt đen và ghim mã đen như vậy tuy kém một tượng nhưng mà trắng lại hơn đen hai tốt đen bình xe d8 bảo vệ mã trắng nhảy mã vé 4 tấn công đôi tượng và xe đen đen đi tượng e4 tấn công hậu trắng trắng chạy hậu b3 đen chạy xe d2 trắng để tốt f3 tấn công tượng đen đen đi tượng d3 tấn công xe trắng và thí tượng và mấy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu mã trắng ăn tượng đen thì hậu đen ăn tốt trắng chiếu bắt lại mã. Do đó, đó trắng không dám ăn tượng đen, Mà có lựa chọn chính xác là chạy xe E1 bảo vệ tốt E3. Tiếp theo trắng nên đẩy tốt xuống H3 và thí tượng. Nếu mã trắng ăn tượng đen thì xe đen ăn tốt trắng chiếu. Trắng chạy vua H1 hay là F1 thì đen đi hậu D6 dọa ăn tốt H2 chiếu hết. Nước tốt nhất cho trắng là phải nhảy mã F4 chặn lại Khi đó thì hậu đen ăn xe trắng Mã trắng ăn xe đen Tốt đen ăn mã trắng Vua trắng ăn tốt đen Lợi thế vẫn nghiêng về đen do hơn một mã Trở lại ván cờ thực tế Đen đã không nhìn ra nước đi này Và chạy tượng về B5 Trắng đi hậu C3 tấn công xe đen Đen chạy xe A2 Xe trắng ăn tiếp tốt đen và tấn công tượng đen và trắng đã hơn đen 3 tốt Đen đi hậu G5 bảo vệ tượng Chuẩn bị đẩy tốt H3 Tấn công cứ điểm tốt G2 Trắng chạy chiếc vua sang H1 Tháo ghim cho tốt Đen đi tượng A6 tấn công xe trắng Ở đây trắng có thể đi xe A7 Ghim tượng đen Nhưng mà trắng lựa chọn chạy xe sang C7 Trồng quân với hậu kiểm soát hoàn toàn Cột mở C Đen nhảy mã B6 Định bụng là sẽ nhảy tiếp vào D5 Tấn công đôi xe và hậu trắng Trắng liền chạy trước hậu sang b3 tấn công xe đen. Đen vẫn nhảy mã b6 tấn công xe trắng và gã đổi. Đang hơn quân thì tội gì mà không đổi? Nếu mã trắng ăn mã đen thì hậu đen ăn tốt trắng, chiếu hết. Nếu hậu trắng ăn xe đen và tấn công tượng đen thì mã đen ăn xe trắng và bảo vệ tượng. Trắng tuy hơn 3 tốt nhưng mà ba tốt này thì chưa tạo thành mối uy hiếp lớn nên lợi thế vẫn nghiêng về đen. Tuy nhiên đen đã tính sót một nước Vì trắng không ăn mã hay là ăn xe Mà có nước đi cực hay là xe C5 ghim mã đen Bây giờ trước việc cả xe và mã cùng bị tấn công Đen đành chạy xe D2 và ngậm ngùi chịu mất mã Xe đen ăn lại xe trắng Hậu trắng ăn xe đen Hậu đen ăn hậu trắng Mã trắng ăn hậu đen Đến lúc này về quân số thì đã ngang nhau Nhưng mà trắng lại lợi hơn hẳn ba tốt Nên lợi thế lớn lại nghiêng về trắng Đen để tốt H3, thí tốt Tốt trắng ăn tốt đen Đen đi tượng B7, tấn công mã trắng Trắng đầy tốt E4, bảo vệ mã Xe đen ăn tốt trắng Kết hợp cùng tượng, tấn công mã trắng Ở đây kiểu gì thì cũng sẽ bị mất thêm một quân tốt nữa Trắng nên để tốt B5 Tượng đen ăn mã trắng Tốt trắng ăn tượng đen Xe đen ăn tốt trắng Thì trắng bình sẽ B1, bảo vệ tốt thông phong cấp Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì trắng lại chạy mã E3 và xe đen ăn mất tốt thông B4. Trắng đi vua G2, bắt đầu tích cực vua vào trận. Và tiếp theo mời các bạn theo dõi các pha xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ. Như vậy, mặc dù có lợi thế áp đảo nhưng mà kỳ thủ Uzbekistan đã không tận dụng được và liên tiếp mắc sai lầm. Cuối cùng thì bị Bạch Ngọc Thùy Dương sử dụng ngọc nữ tâm kinh chiếu hết. Vòng đấu thứ năm này cũng là vòng mà các kỳ thủ của chúng ta có được thành tích tốt nhất. Tháng 3 hòa 1 và không thua ván nào, vươn lên xếp vị trí thứ 7 trên tổng số 159 quốc gia tham dự. Một thành tích thực sự là ấn tượng. Hy vọng các cô gái của chúng ta tiếp tục giữ vững được phong độ như này thì top 10 là chắc chắn ở trong tầm tay. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.